Dứt áo ra đi em nói sẽ đợi. Khi anh quay về nàng có ghế mới. Pull up trước nhà em and you say ooh. Loafer, 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 that's my shoe. Anh khen nàng xinh như tranh trong bảo tàng Louvre. Em bảo anh đẹp trai như hoàng cung. Pull up trước nhà em and you say ooh. Loafer, 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 that's my shoe. Anh khen nàng xinh như tranh trong bảo tàng Louvre. Em bảo anh đẹp trai như hoàng cung. Anh bật đi du học ở Amsterdam, yeah yeah. Phải cất đi cái tình cảm mà ta thường mang, yeah yeah. Anh nhớ H-Town, nhớ Việt Nam, yeah, yeah. Pull up sơ cục cây cùng với cả gang, yeah, yeah. Anh ở bên trời Tây, rap Việt Nam như Johnny Depp. Dấu ngô không thích Asian, anh cảm thấy là khó ghi bàn. Anh turn up in the party khi thằng Kiên nó đi làm. Nhìn mấy em gái uốn lượn, anh thấy nhớ body nào. Girl, anh thấy nhớ, chỉ được thế mà trên mạng. Rồi mà heart nó lại vỡ khi mà thấy ai ở bên này. Girl, anh thấy bơ, anh cảm thấy anh thật mệt mỏi. Bởi chẳng lẽ khi ở cùng anh thì em cảm thấy thiệt thòi. Girl, anh thấy bơ, anh cảm thấy anh ghét Hà Nội. Bởi vì nó được ở cùng em, còn anh trốn chân nơi xưa người. Phóng hoa công đến đón, em lại nói em mệt trong người. Còn thằng kia gọi em sang thì baby nó nụ cười. Pull up trước nhà em and you say ooh. Loafer, 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 that's my shoe. Anh khen nàng xinh như tranh trong bảo tàng Louvre. Em bảo anh đẹp trai như hoàng cung. Anh yêu vợ anh, anh không yêu vì tiền. Anh yêu cái con người của vợ anh. Anh yêu cái đạo đức của vợ anh. Kể cả vợ anh một bộ quần áo rách, anh sẵn sàng cưới làm vợ. Danh vọng là nằm ngay trước mắt và em biết chắc rằng là mình nên được lấy. Mấy thằng mà đã từng quên lưng à, rất tiếc là anh chưa quên được mấy. Cách Sài Gòn nửa vòng trái đất đến những ngày thảo điên sẽ không lên được máy. Và anh hẹn anh tùng một ngày trên 1900, mẹ anh biết chắc rằng mình sẽ lên được đấy. Mày cần phim để trở thành ngôi sao, còn anh là ngôi sao bọn họ nên được thấy. Một vài lần mà anh cầm đôi xì nhưng mà anh không tố trong hiên cực đấy. Đã có lúc đứng ngay trên vực đáy và tuổi trẻ là những gì mà anh đem cực lấy. Nên là yên tâm đi, anh không bỏ cuộc đâu, anh còn phải làm cho mấy thằng em được gáy. ANGG mày phải viết liền, anh chiêu chiêu hồn quyết liệt. Yêu âm nhạc và cái đẹp ơi, và với đứa trên anh không tiếc tiền. Muốn biết anh rap làm sao á, thì tháng năm tới là mày biết liền. Còn mấy thằng mà chỉ nói mà không làm á, ôi mẹ mồ. Pull up trước nhà em and you say ooh. Loafer, 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 that's my shoe. Anh khen nàng xinh như tranh trong bảo tàng Louvre.